Dạ, Yến Khương xin chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em về xã Thành Phú thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình một căn nhà chủ đang cần bán gấp, đang giảm giá ha cô chú anh chị. Thì căn nhà này nè cô chú anh chị, với tổng diện tích là 164m², full thổ cư luôn nha. Có bề ngang là 7m4, dài là 27m ha, full thổ cư luôn nha cô chú anh chị. Chủ bán với giá là 690 triệu ha. Thì hiện trạng đường trước nhà của mình á là đường bê tông ha cô chú anh chị ha. Thì trước màn hình quý cô chú anh chị mình nè, di chuyển 50m thôi là ra con đường tỉnh lộ 870, rẽ phải là cô chú anh chị mình sẽ ra hướng đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 về khu công nghiệp Bình Đức nè, về trại rắn Đồng Tâm nè ha. Và rẽ trái là cô chú anh chị mình sẽ ra ngã tư Đồng Tâm hướng về cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Ở đây thì cách Mỹ Tho chỉ qua một con lộ thôi ha cô chú anh chị. Xung quanh điện nước wifi có đầy đủ luôn, nhà hàng xóm san sát nhau ha. Thì mé bên nhà của mình có nhà hàng xóm rất là đông vui ha cô chú anh chị. Đó, một dãy nhà hàng xóm ở đây luôn. Hàng xóm rất là hòa đồng, rất là dễ thương ha. Mình về đây thì không có buồn ha cô chú anh chị. Thì căn nhà của mình với tổng diện tích là 164m², có bề ngang là 7m4. Cô chú anh chị mình đo từ chỗ này nè, đo dài sang qua mé mương bên đây là 7m4 và chiều sâu xuống hết đất của mình luôn á là 27m ha. Nhà của mình là full thổ cư luôn nha cô chú anh chị. Căn nhà thì thô sơ, căn nhà cấp 4 thôi ha. Nữa cô chú anh chị mình mua về thì mình có thể sang sửa lại theo ý muốn của mình ha. Thì phía trước sân có cái khoảng sân rất là rộng nè. Cô chú anh chị mình trồng cây hoa kiểng đồ cũng nhìn cũng rất là dễ thương ha. Chủ có trồng bưởi nè, trồng đu đủ nè, trồng cây ăn trái, trồng cốc nè. Cái cốc ra đang ra trái nè cô chú anh chị. Đó, rất là nhiều luôn ha, rất là tươi tốt ha cô chú anh chị. Đó, mình có cái khoảng sân phía trước rất là rộng rãi ha. Đó, thì căn nhà của mình cũng thô sơ thôi ha. Căn nhà mình có hai cái phòng ngủ ha cô chú anh chị. Đó. Nhà của mình thì được hai phòng ngủ ha. Đó, tối quá em quay sơ bên trong thôi ha cô chú anh chị. Đó, phía sau sẽ có khoảng không gian sinh hoạt chung với nhà vệ sinh ha. Mé bên phải của mình có một con mương ha cô chú anh chị. Thì nữa cô chú mình mua về thì mình ở đây mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng được ha. Mình xây theo cái ý muốn của mình. Đó, đây em sẽ ra quay bên hông đây cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, nhà của mình thì sẽ cách giáp ranh Mỹ Tho chỉ có một con lộ qua thôi ha cô chú anh chị. Đó, mà mình vào trung tâm và mình vào trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 2 cây số ha. Đó, thì em xin nhắc lại ha, nhà của mình nằm tại xã Thành Phú thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích là 164m², có bề ngang là 7m4, dài là 27m, full thổ cư luôn nha. Thì chủ bán với giá là 690 triệu. Thì giá này là chủ đã giảm rồi ha cô chú anh chị, chủ cần bán gấp nè. Dạ rồi, cô chú anh chị mình quan tâm căn nhà này liên hệ em Yến Khương hỗ trợ tư vấn trực tiếp, mình gặp chính chủ cùng thương lượng luôn nha.